Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Phát hiện viên kim cương 390 carat ở Nga. Tập đoàn kim cương Arosa phát hiện viên kim cương 390 carat ở Viễn Đông, là viên lớn nhất được tìm thấy ở Nga trong 10 năm qua. Hãng AST của Nga ngày 11 tháng 9 cho biết Anaba Diamonds, công ty con của tập đoàn Arosa, phát hiện viên kim cương trong quá trình đải cát cuối tuần trước tại một mỏ ở Cộng hòa Saka thuộc Nga. Khu vực này thường được gọi là Yakutia, nằm ở vùng Viễn Đông của Nga. Bức ảnh do Arosa đăng cho thấy viên kim cương màu vàng nâu có hình dạng khác thường, được đánh giá là sự kết hợp rất hiếm. Viên đá chưa được đặt tên nặng 390,7 carat, nhỏ hơn một chút so với viên kim cương 401 carat được tìm thấy ở Nga năm 2013. Các chuyên gia vẫn chưa nghiên cứu chi tiết và đánh giá tiềm năng cũng như đặc điểm của viên kim cương này, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là kỷ lục cho công ty chúng tôi và ngành công nghiệp kim cương của đất nước. Tổng giám đốc Arosa Bavranisikep hôm 11 tháng 9 cho hay, cái kết hoàn hảo cho mùa khai thác năm 2023. Một viên kim cương khác được tìm thấy trong cùng lô nặng 37,7 carat, có hình bát diện cổ điển, Arosa nêu thêm. Cả hai viên đã được gửi đến cho các chuyên gia đánh giá. Arosa là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, chiếm 30% trong tổng giá trị thương mại toàn cầu hàng năm trị giá 80 tỷ USD về đá quý thô. Tập đoàn khai thác ở Bắc Cực, vùng Yakutia và Ankarel. Viên kim cương lớn nhất thế giới được phát hiện ở Nam Phi năm 1905. Nặng 3,106 carat và được đặt tên là Cullinan. Tin kế tiếp, ông Trump yêu cầu thay thẩm phán vụ lật kèo bầu cử. Donald Trump nộp kiến nghị yêu cầu thẩm phán Chutkan không chủ trì xét xử vụ án lật kèo bầu cử năm 2020, cho rằng bà không khách quan. Ông kiến nghị nộp tòa án liên bang Washington ngày 11 tháng 9. Các luật sư đại diện cựu tổng thống Donald Trump cho rằng thẩm phán Tania Chutkan có định kiến với ông Trump trước xét xử. Họ dẫn lại các tuyên bố mà nữ thẩm phán đưa ra trước đó khi tuyên án hai bị cáo liên quan vụ bạo loạn đồi Capitol để chứng minh cho lập luận này. Trong các vụ án khác, thẩm phán Tania Chutkan đã ám chỉ tổng thống Trump nên bị truy tố và ngồi tù. Các luật sư cho biết, những tuyên bố được đưa ra trước trong quá trình xét xử bắt đầu như vậy khiến bà không đủ tiêu chuẩn làm chủ tọa phiên tòa. Theo các luật sư, những tuyên bố này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tố tụng, dù thẩm phán Chutkan khẳng định sẽ xét xử công bằng. Đơn kiến nghị yêu cầu bà Chutkan rút lui hoặc tòa án, chỉ định ngẫu nhiên thẩm phán khác thay thế. Bà Chutkan được chỉ định ngẫu nhiên phụ trách xét xử cựu tổng thống Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử, dẫn tới vụ bạo loạn tại khuôn viên Quốc hội Mỹ tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Chutkan, người được Tổng thống Barack Obama đề cử năm 2014, sẽ ra phán quyết cuối cùng với kiến nghị của ông Trump. Theo quy định, thẩm phán không nhất thiết phải chờ một bên kiến nghị, họ có thể tự rút lui nếu cảm thấy có xung đột lợi ích trong vụ kiện. Bà Chutkan đã cho đội ngũ của công tố viên đặc biệt Jack Smith 3 ngày để phản hồi kiến nghị và thêm 3 ngày sau đó để nhóm công Trump nêu ý kiến. Những hạn chót khác do tòa thiết lập vẫn có hiệu lực, bà nói. Đại bồi thẩm đoàn liên quan ở Washington ngày 1 tháng 8 công bố cáo trạng truy tố của Tổng thống Trump với các cáo buộc âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở và cản trở quy trình chính thức, âm mưu tước quyền bầu cử công bằng của cử tri. Ông Trump ngày 3 tháng 8 không nhận tội với tất cả cáo buộc này. Theo công tố viên đặc biệt Smith, người đưa ra cáo trạng trên, vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ được thúc đẩy bởi những lời dối trá của ông Trump nhằm cản trở quá trình công nhận chiến thắng trong Biden. Thẩm phán Chutkan trước đó thông báo phiên tòa xử ông Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2024, bất chấp các luật sư của cựu tổng thống phản đối muốn dời sang năm 2026. Tin tiếp theo, Mỹ có thể chuyển tên lửa tầm xa chứa đạn chùm cho Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền tổng thống Biden sắp phê duyệt chuyển tên lửa tầm xa hoặc rocket chứa đạn chùm phóng từ HIMARS cho Ukraine. Ba quan chức Mỹ ngày 11 tháng 9 tiết lộ giới chức nước này đang xem xét viện trợ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ASTARMS chứa đạn chùm, hệ thống rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS
chứa đạn chần hoặc cả hai loại đạn nói trên cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định tên lửa Aston MX hoặc rocket GMLRS chứa đạn con có thể phóng từ pháo phản lực HIMARS hoặc MLRS không chỉ nâng cao tinh thần cho binh sĩ Ukraine mà còn mang lại động lực chiến thuật cho họ. Theo hai nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh chiến dịch phản công của họ có dấu hiệu tiến bộ. Bốn quan chức Mỹ cho biết nước này có thể rút tên lửa và rocket chứa đạn con từ kho dự trữ của quân đội. Tuy nhiên, họ khẳng định giới chức Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có khả năng không việc chuyển lại tên lửa hoặc rocket nói trên cho Ukraine. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Đạn chùm dành cho pháo 155mm mà Mỹ chuyển cho Ukraine có tầm bắn tối đa 45km và chứa 48 quả đạn con. Rocket GMLRS với tầm bắn khoảng 70-80km chứa 404 quả đạn con, còn tên lửa Aston MX có thể đánh trúng mục tiêu cách vị trí khai hỏa 300km và mang theo trên 300 quả đạn con. Lục quân Mỹ cho biết tên lửa Aston MX được thiết kế để tập kích lực lượng tiến 2 của đối phương, có thể tấn công sở chỉ huy, trận địa phòng không và cơ sở hậu cần phía sau chiến tuyến. Ukraine nhiều lần đề nghị viện trợ tên lửa Aston MX, song Mỹ từ chối do lo ngại làm leo thang xung đột. Tổng thống Vladimir Putin ngày 16 tháng 7 nói Nga có đủ loại đạn chùm trong kho vũ khí và sẽ đáp trả tương ứng nếu Ukraine dùng loại đạn này tập kích chúng tôi. Tổng thống Putin khi đó khẳng định Nga chưa dùng đạn chùm trong xung đột với Ukraine, bất chấp có lúc gặp khó khăn về nguồn cung đạn dược. Mỹ đã cam kết viện trợ quân sự hơn 43,7 tỷ USD cho Ukraine từ khi chiến sự giữa nước này với Nga bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Mỹ ban đầu chuyển vũ khí cá nhân, sau đó viện trợ pháo phản lực HIMARS, tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, thiết giáp hạng nặng M2 Bradley, xe tăng chủ lực M1 Abrams và gần đây cam kết huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine. Bản tin thứ tư. Ông Biden đăng thông điệp cảm ơn sau khi rời Việt Nam. Tổng thống Joe Biden đăng thông điệp cảm ơn sau chuyến thăm Việt Nam, đề cao cuộc gặp Thủ tướng Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn ngài vì cuộc gặp mang tới rất nhiều kết quả tốt đẹp. Quan hệ đối tác hiện nay đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng của người dân hai nước và mở ra hàng loạt khả năng tuyệt vời. Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội Twitter hôm 11 tháng 9 sau khi lên máy bay về nước và kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ông Biden cũng bày tỏ thật tuyệt vời khi hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cùng thỏa thuận mới về bán dẫn sẽ giúp hai nước cùng nhau xây dựng tương lai vững mạnh, ông cho hay. Tổng thống Mỹ cũng đăng ảnh bắt tay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc tiếp tại nhà Quốc hội hôm 11 tháng 9, cùng ảnh buổi thăm phù điêu cố thượng sĩ John M.C., người bắt cầu cho quan hệ Việt-Mỹ. Trong thông điệp đầu tiên sau khi đến Việt Nam hôm 10 tháng 9, Tổng thống Biden đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà và nhấn mạnh đây là chuyến thăm lịch sử. Ông cũng đăng ảnh bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kèm chú thích, thật tuyệt vời khi được trò chuyện với ngài Tổng Bí thư. Tổng thống Biden thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 10-11 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 10 tháng 9 hội đàm với Tổng thống Biden sau lễ đón chính thức, công bố việc Mỹ xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai lãnh đạo nhất trí rằng những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ là tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, trong đó có tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin như thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine tuyên bố giành lại giàn khoan gần Crimea. Tình báo Ukraine tuyên bố giành lại loạt giàn khoan dầu khí trên Biển Đen vốn do Nga kiểm soát từ năm 2015 trong chiến dịch độc đáo. Giành lại chuỗi giàn khoan dầu khí mang tên Tháp Boiko có tầm quan trọng chiến lược với Ukraine, khiến Nga mất khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Đối phương không thể kiểm soát hoàn toàn các khu vực trên Biển Đen và chúng tôi đang tiến thêm nhiều bước hướng đến giành lại bán đảo Crimea.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết hôm nay. GUR thêm rằng các lính đặc nhiệm di chuyển bằng xuồng cao tốc đã giao chiến với một tiêm kích Nga trong quá trình tiếp cận các giàn khoan, đồng thời thu được nhiều chiến lợi phẩm quý giá như đạn dược cho trực thăng và một radar cảnh giới mặt biển. Bộ phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga giành quyền kiểm soát chuỗi giàn khoan tháp Boiko hồi năm 2015, không lâu sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ hồi năm 2014. Trước khi sự kiện này diễn ra, một phần đáng kể khí đốt của Ukraine được khai thác trên thềm lục địa tại Biển Đen. Ukraine gần đây thực hiện nhiều vụ tập kích nhắm vào Crimea, bán đảo Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Lần gần nhất Crimea bị tấn công là vào ngày 2 tháng 9. Lực lượng Nga khi đó hạ 3 sùng tự sát của Ukraine nhằm vào cây cầu nối giữa bán đảo và vùng Krasnodar. Bộ phòng Ukraine ngày 24 tháng 8 tuyên bố đặc nhiệm nước này thực hiện chiến dịch đặc biệt để thượng cờ tại bán đảo Crimea, đồng thời công bố hình ảnh các binh sĩ tiếp cận bằng xuồng cao tốc và treo cờ trên một căn nhà gần bờ biển. Trong khi đó, tiêm kích Nga nhiều lần hạ xuồng cao tốc của Ukraine trên Biển Đen. Bộ phòng Nga ngày 30 tháng 8 thông báo tiêm kích nước này đánh chìm 4 xuồng cao tốc chở theo 50 lính đặc nhiệm Ukraine trên Biển Đen, song không công bố địa điểm xảy ra sự việc và lọt máy bay tham gia nhiệm vụ. Một nguồn tin Ukraine cho biết, các cuộc tập kích nhằm vào Crimea là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Hoạt động này nhằm cố gắng cô lập bán đảo Crimea và gây khó khăn cho Nga trong duy trì hoạt động quân sự trong giao tranh với Ukraine tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ nhận định những đợt tập kích nhằm vào bán đảo Crimea mà Ukraine thực hiện chỉ là nỗ lực đánh lạc hướng, thậm chí có thể lãng phí nguồn lực quý giá trong chiến lược có nguy cơ khiến lực lượng Ukraine bị kéo căng giữa nhiều trục tiến công. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông thông báo phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong ngoài ngày nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.